Rồi vào đi. Đây hôm nay thì cháu được mấy tiết lộ cái bản vé này ra này cô bác này. Đấy cũng gồm có là hai cái phòng ngủ này và một cái gian bếp nữa. Và ở bên trong này thì hầu như là một cái diện tích khá là rộng rãi cho hai ông cháu để mà ở rồi. Như em báo anh phòng này, còn ở dưới cái phần gọi là cái rằng này thì em sẽ chạy sát hết nhá anh nhá. Dưới cái rằng này thì là sẽ sát hết, còn cột thì em sẽ không có sát nữa. Đấy thì cột thì em sẽ không đổ sát nữa, gọi là chỉ đổ mỗi cái rằng ở trước thôi, đổ mỗi cái móng thôi. Cháu được xin kính chào quý ông bà con chú anh chị, chào mừng quý ông bà con chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, ở những cái video trước thì các bác cũng đã biết được rằng là cái phần nền nhà của hai ông cháu thì đã đào xong rồi. Đấy, tuy nhiên thì là hôm qua ông có gọi thầy ra xem cái hướng cửa thì phải chỉnh lại cái hướng cửa, cho nên là phải tiếp tục là đào đằng sau này đi độ khoảng tầm độ 50 phân nữa thì mới hợp cái mẫu nhà mà cháu Lực thiết kế được các bác ạ. Và hôm nay đi xuống thì cũng có thêm là anh thợ để mà đi vào xem, cũng như là mấy anh em sẽ đi vào và làm hợp đồng và tiết lộ cái bản vẽ ngôi nhà cho tất cả các bác cùng biết luôn. Và trong thời gian nữa thì khi mà đi làm nhà đấy các bác, thì hiện tại là cái phần khoản kinh phí làm nhà vẫn còn thiếu rất là nhiều. Cháu Lực sẽ tiến hành đi vào làm cho hai ông cháu, để cho hai ông cháu có một cái ngôi nhà để ở, cũng như là những cái video trước cháu Lực cũng nói qua rằng là nếu như cái khoản kinh phí của cháu Lực sẽ không có đủ ấy, là cháu Lực sẽ chỉ làm cái phần thô thôi, còn là cái phần hoàn thiện thì cháu Lực sẽ không có làm nữa. Cho nên là rất là mong sẽ được sự đồng hành của các bác giúp đỡ cho hai ông cháu một chút cô bác nhá. Hôm nay thì không có ai ra hộ đâu không? Vâng. Ông gửi một lời chào tới các bác một chút nào. Chào các bác, các chị nhá. Thế là hôm qua là ông lại gọi thầy về xem à? Gọi thầy về xem thì bảo là cái hướng cửa là phải thay đổi đúng không? Thế là theo ông thì hướng cửa nhà của nhà ông thì ông sẽ đi vào đâu không? Hướng cửa nhà ấy? Cứ theo con này đi. Thẳng đi cái đồi cao thấp bên kia đi. Thế là hôm nọ là lúc đầu ông bảo cháu là đi vào cái nhôm nhà xây trắng trắng kia đúng không? Nhưng mà xong ông lại xem lại là không được à? Vâng. Cô về cho thầy xem. Vâng. Ở đây thì là ngôi nhà lấy theo độ tuổi của ông thôi nhỉ ông nhỉ? Vâng. Mày thì còn nhỏ quá thì lấy theo độ tuổi của ông thôi cô bác ạ. Và sẽ là cứng hướng cửa sẽ là đi ra đây thẳng từ cái đúng cái cột này đi vào cái đồi bên kia đi đúng không? Vâng. Nếu mà như các bác theo dõi đợt mà cháu Lực làm nhà của em Sử đấy, thì nhà em Sử là người đồng bào dân tộc Mông, cho nên là phải nói là không cần xem hướng cửa gì cả các bác. Còn ông thì là người dân tộc Nông, cho nên là phải xem hướng cửa cho nó đàng hoàng mọi cái. Làm mà một ngôi nhà mà mất khoản kinh phí cũng khá là nhiều, nhà thì làm ở cả đời mà thì không có thể là nhanh được, thì vẫn phải là chậm nhưng mà để cho nó chắc cô bác ạ. Cái gì thì cũng phải từ từ, từng bước một thì sẽ đi vào hoàn thiện sớm nhất có thể cô bác. Có thể là trong cái khoảng thời gian đầu đang làm nền nhà này nó sẽ hơi chậm một chút ông ạ. Vâng. Đấy. Và tiếp theo đó thì là không phải vận chuyển vật liệu nữa. Vâng. Vận chuyển vật liệu thì là coi như là ông sẽ không phải là lo cái gì cả. Đấy, ông chỉ cần việc là ở đây và xem cái vật liệu thôi. Vâng. Đấy, còn mọi chuyện còn lại thì sẽ để thợ người ta lo và người ta sẽ tính hết. Vâng. Nhá. Vâng. Nhưng mà ông đào chỗ này là mấy nữa ông phải san cái cục đá kia, cái chỏm kia ra ông nhá. Cái phải san đỉnh gốc cây, gốc cỏ này ra. Vâng. Ông phải san thì thứ nhất là nó sẽ nhìn trông nó không có sợ quá, sợ nó bị đổ ở nhà ấy. Vâng. Và thứ hai thì có cái đường đi vào kia. Vâng. Đấy, tại vì là hôm nọ thì định để ở đây này cô bác này, cái tận đây là một cái đường để mà đi đằng sau nhà của ông ra bên kia đấy. Nhưng mà bây giờ là đào chỗ này xuống rồi thì bắt buộc là phải hạ cái kia xuống để mà cũng như là lấy đường đi lại và nhìn nó cao quá. Chỗ này thì có vẻ như là gặp đá đấy ông nhỉ, chỗ này ấy.
chú được đó đấy. Vâng. Cũng có rất là nhiều cô bác khán giả ở trên kênh có nói rằng là làm sao mà để cho hai ông cháu kiếm đất đất đi ra ngoài đường ở đấy cô bác. Thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên rất là nhiều lần rồi. Thì cháu Lực cũng rất là ghi nhận ý kiến của các bác là đóng góp thôi. Đấy, nhưng mà về cái tương lai sau này ấy, thì là sẽ để cho Mạnh là quyết định sau. Sau này ví dụ như là có một cơ duyên ở đấy bố Mạnh lại quay trở về, thì lúc đấy lại có tiền rồi thì có thể là đi ra ngoài đường cái mua đất để mà ở đấy. Nhưng mà chỗ này thì là vẫn để ở được. Sau này mà hai ông cháu mà được các bác yêu quý là gửi tặng thêm là một hai con lợn hay là một hai con gà hay là một hai con dê thì còn có chỗ mà chăn. Nếu mà đi ra ngoài đường lớn nghe thì để mà sự may mắn được như em Quân 14 tuổi kia thì rất là ít cô bác ạ. Thành ra là rất là mong các bác sẽ hiểu cho cháu Lực cô bác nhá. Cháu Lực cũng đọc là rất là nhiều lận, rất là nhiều cái ý kiến của các bác nói cũng so sánh đối với cháu Lực với lại kênh khác đi đấy, nhưng mà để mà so sánh thì cũng đúng thôi. Tới nhau nha. Các bác so sánh thì vẫn đúng thôi. Cháu Lực cũng thật sự ra thì để mà nói thì mở kênh thì cũng khá là lâu rồi đấy, nhưng mà về cái lượng khán giả cũng như là lời được đăng ký ấy, thì vẫn còn rất là kém đấy, rất là kém. Nhưng mà trong đó thì rất là vui mừng khi mà phải nói là rất là may mắn khi cháu Lực gặp được duyên, có duyên gặp được các Mạnh Thường Quân lúc nào cũng luôn sẵn sàng là giúp đỡ cháu Lực. Ví dụ như đến tiếp tục là đến nhà và bây giờ đến nhà của hai ông cháu nữa thì được các bác giúp đỡ là đi vào làm nhà. Mặc dù là hiện tại cháu Lực chỉ có cầm là 120 triệu thôi các bác ạ, nhưng mà cháu Lực vẫn sẽ làm nhà. Hôm nay Mạnh đi đâu rồi không? Nó trời mưa nó đi nhà bò. À, đi chơi. À, cái chỗ bên kia mình có đổ được đất vào không không? Cái chỗ khe bên kia kìa. Bây giờ nó trôi đi rồi. Trôi đi xuống ruộng à? Để cùng ông làm một chút. Trôi được hót đi, nó hót xuống dưới này đi. Vâng. Cùng ông làm một chút để mà đợi thêm là cái anh xây dựng nó. Các bác cũng có, cho nên cũng đã tìm hiểu rất là nhiều đội thợ rồi đấy, thậm chí là 5 đến lại 10 đội thợ rồi, nhưng mà cháu Lực không có ghi hình lại các bác ạ. Tại vì sao? Vì là đội thợ không ai chịu là vận chuyển vật liệu từ trên đường lớn kia đi xuống đây này cô bác này. Thành ra là không thể mà làm được với đội thợ như cái đội thợ mà cú trước là nhà em xử nữa. Thành ra là cái đội thợ này thì cũng ở trong đội thợ mà ở trong làng thôi cô bác ạ. Thành ra là anh ấy bảo là nhận chuyển luôn cả vận chuyển vật liệu nữa. Cái chỗ này là đào, bây giờ đào sâu xuống là được rồi đúng không? Vâng. Chỗ này là đào cả, ông đào để cho nó thoải thoải một tí, đừng có đào nó. Bây giờ để cái chỗ này chỉ được à? Chỉ mưa nó. Hôm qua là ông đây là cấm cổng để mà xem hướng cửa không? Vâng. Đấy, ông thì ở nhà là về cái phần nền đó bác, chỗ nào mà cần chỉnh thì là ông sẽ tự chỉnh, nếu mà nhiều quá thì sẽ lại tiếp tục là đi nhờ hàng xóm về. Thì còn là về cái phần nền này thì cháu Lực sẽ không có lấy thuê nữa bác ạ, tại vì nếu mà bây giờ thuê để mà đào nữa thì tốn kinh phí rất là nhiều. Thực xem còn đòi xem dưới. Dạ.
Dạ. Định cung nó về. Vâng. Tiền công thì là một ngày là 150 rồi. Không, bảo thầy mò đấy nó xem nó lại 150. À, 150 không? Vâng. Ồ, thầy mò ở tận đâu không? Thế hôm nay ông không điện cho cháu, để cháu xuống. Hôm qua tầm mấy giờ không? Có tầm 7 giờ. 7 giờ tối à? 7 giờ sáng. À, 7 giờ sáng à? Hôm qua anh qua ông mà điện cháu thì cháu biết là cháu cũng xuống đây luôn rồi. Đây còn về những cái khoản đó của bác thì cháu được là bảo ông là tự sắp xếp, thì cháu được sẽ không coi như là gọi là không không sắp xếp về cái khoản đấy nữa. Cái điểm. Cứ chơi vào đấy nó cứ trừ xong. Dạ. Điện thoại à. Nếu mà đấy nó. Có thể bị phấn là bao lùa. Ồ, ôi nó, bị phấn. Đồ là xe nam bạn. Có bị. Chồng nó chợ. Cái nhà thì đào đi đằng sau cô bác thì cái phần sân này thì cũng có rồi. Gọi là hai ông cháu thì sân thì cũng dùng để gọi là vừa vừa thôi, để mà rộng quá thì cũng không nên nối mà cần những cái khoảng phần sân rộng đấy để xe hay là để mọi cái cả. Ở khu này thì trong thời gian tới đấy cô bác, tớ được cũng nghe tin là Phong Phanh đâu đó là cũng đã chuẩn bị mở đường xuống ấy, nhưng mà cũng và là năm nay ấy, và năm nay mở ấy, nhưng mà năm nay thì vẫn chưa thấy mở đấy, nhưng hiện tại cháu Lực cũng không có biết là thêm năm nào nữa. Năm nào mới mở được. Thế đợt nọ ông bảo là sắp mở rồi thì chưa thấy mở à? Chưa thấy. Chưa thấy à? Không biết là năm nào không nhỉ? Tháng 3 nhưng mà không biết là tháng 3 năm nào nữa. Nó bảo là tháng 3 năm nay. Làm. Rồi ông ơi. Không đi không, không nếu mà không được thì đắp ở dưới bên kia nó cao lên thôi ông. Vâng. À, không tí khuôn. Vâng. Cháu để đây thì cho nó giống ở đây thì nó chặt đất lông nhỉ? Vâng. Cho bụng. Mạnh như kiểu là về trên nhà quyết kia rồi không ạ? Không phải đâu. Thấy nghe rộng ở trên đấy rồi. Trước mắt thì cứ lo ra kết không có cái gì à. Trước mắt thì cứ lo cái cuộc sống cái hiện tại của hai ông cháu trước mắt đã của bác, còn là về cái tương lai sau này thì về tương lai sau này thì có thể là Mạnh, có thể là bé Mạnh là sau này là bé đi học thì bay ấy, đi học xong mà đi ra ngoài biết cách kiếm tiền rồi đến đấy Mạnh muốn đưa ông đi ra ngoài ở thì cũng được, còn mà ở cái ngôi nhà này cũng vẫn được nữa. Và chắc chắn là đi ra ngoài ở ấy thì cũng chỉ gọi là mua đất để mà ở thôi, còn là về làm ruộng làm giếc như này thì là vẫn là chỗ để mà làm. Hầu như là bà con ở trên vùng cao thì sống, cháu được con nói rất là nhiều lần đó bác, thì bảo sống nhờ vào cái phần là ruộng nương của nhà mình mà. Bây giờ nếu mà bảo ông đi bán hàng tạp hóa ông có bán được không? À, biết bán rồi. Đầu tư cho ông tầm độ 50 triệu tiền bán hàng ở đấy thì đến lúc bán xong thì được tầm 20 triệu, không biết là 30 triệu nó đi đâu rồi. Không thấy tiền lái đâu thì thấy lỗ thôi là không ổn rồi. Thật sự ra để mà nói thì ở trong làng của bác này rất là nhiều người ta mở cái quán tạp hóa, nhưng mà người ta cũng chỉ mở được gọi là một cái thời gian thôi, cũng không có mở được nhiều cả. Tại vì là người ta mua xong người ta nợ ấy, nợ đến cuối năm thì mới giả, xong rồi đến lúc lấy hàng ấy thì không có tiền để mà nhập hàng ấy. Người cấm cấm đi ăn nó hết năm rồi không cho. Vâng. Thí dụ như ông lấy gà đông lạnh người bán đúng không?
bán có khi là đến cuối năm ông mới lấy được lại được tiền, có khi là còn cuối năm sau nữa. Nhưng về những cái khoản phần bán hàng này, thì là thứ nhất là mình phải dẻo miệng, và thứ hai thì mình cũng phải là tính toán rất nhanh. Thí dụ như mình nhập cái số lượng hàng mà tầm đến tháng 5 nó hết rồi, nó hết hạn rồi, nhưng mà tầm đến tháng 4 mà cảm thấy hàng mình nhiều ấy, thì mình phải xoay chuyển, mình phải xoay chuyển lại đi ra chỗ khác bán thì nó mới có như là lấy lại được tiền hòa vốn của mình thôi là cũng được rồi. Nhưng mà mình cứ mua về bán bây giờ thì hầu như là ai cũng biết xem cái ngày hạn sử dụng của bác, thành ra là ít khi hết hạn là không có người nào mua rồi. Còn thí dụ như ông này không biết xem hạn ấy, quá hạn 1-2 ngày nữa, ví dụ như tầm bên tài chính, bên kiểm tra của bác, nó ra kiểm tra mà không ấy nó còn phạt cho nữa thì lúc đấy là còn khổ nữa, là còn tội nữa, còn mắc phải gọi là sai lầm nữa. Nhưng mà giờ con trâu của ông ấy, con trâu này là con trâu của ông ấy thì bán thì chắc là đủ tiền làm nhà đấy không ạ? Không đủ được đâu. Con này bây giờ bán được tầm 25 triệu không? 25 triệu thì được. Nhưng mà 25 triệu nếu mà bán ra thì ông chỉ được một nửa thôi, không được cả con đâu. Đợt ông mang về nuôi thì ông bảo còn bé bé thôi. Bé bé thôi. Hôm nay thì lại sửa đổi lại cái phần nền nhà thêm một chút của bác nhé. Chắc chắn là khi mà mình làm ấy thì là có nhiều cái thì mình sẽ phải sửa đổi lại, chứ không cái gì cũng phải làm gọi là nó chính xác 100% được cả. Và cái nền nhà của ông ấy thì Trấn Lực cũng đã bảo với ông rồi, ông cứ đào nó rộng ra đi, đào rộng ra đi, mình lấy được bao nhiêu cái phần đất thịt đó để mà làm nhà thì mình lấy. Còn cái đất mượn đó thì coi như là mình để làm sân. Chỗ này là vấn đề một đường xuống đấy ông nhỉ, chỗ này ấy. Ừ. Ô, ông phải đào nó rộng ra luôn. À thôi, như thế cũng được, máy nữa vật liệu người ta đổ. Không, chỗ này thì ông sửa lại chỗ kia kìa, xong rồi đường xuống chỗ kia là không được mà. Cái bóng đèn này thì là máy nước thì mình sẽ phải tháo lại đấy không ạ? Mình không để đây đâu, máy nước khi hoàn nhà, hoàn thiện nhà ấy. Cái đất của nhà ông này cũng thuộc dạng là đất cắt thôi nhờ. Cắt. Bên kia là đất cắt nhiều hơn này, bên này thì là cái đất mà không phải là đất cắt. Trấn Lực là dự định là ngôi nhà của hai ông cháu của bác này thì sẽ để thực hiện trong tầm 1 tháng thôi. Nếu mà không có cái có cái gì mà nó đã có cái gì mà nó vướng mắc của bác, ví dụ như mưa như này thì không thể làm được. Mưa thì bắt buộc là phải dừng thôi. Thời tiết bắt đầu ủng hộ thì tầm là 1 tháng thôi thì Trấn Lực sẽ hoàn thiện cho hai ông cháu. Ừ.
Nếu mà không đủ tiền thì sau này không chắt đâu ông nhá. À, nếu mà sau này không đủ tiền là không có đủ tiền chắt đâu ấy. Ừ. Ông xem lợn bán được không? Được lắm. Vâng. Nếu là xong rồi thịt mới có. Thôi cái đấy thì từ từ ông ạ, cái đấy thì đừng có nghĩ đến thịt đó. Làm hứ đến gọi là hoàn thiện nhà đó. Đấy cũng gọi là vừa nói vừa chiêu ông một chút được không bác? Gọi là bảo ông bán lợn đấy. Thì cũng nếu mà như thật sự là không đủ tiền để mà chắt đấy thì là cháu lực sẽ không có thêm vào chắt nữa. Thì chắt mỗi ở bên trong thôi, còn bên ngoài thì cháu lực không chắt nữa. Để cho sau này Mạnh lớn lên kiếm tiền rồi Mạnh sẽ tự hoàn thiện thêm. Tôi thấy rất là mong được phần trợ duyên của các bác giúp đỡ tới cho hai ông cháu để cho hai ông cháu hoàn thiện cái ngôi nhà tân tật hết đã. Nhìn nền nhà của hai ông cháu thì nhìn qua thì cũng tương đối là khá là rộng rồi. Với lại cái móng nhà mà 5x10 nữa. Đấy là chú bảo phải ăn ạ. Dạ, con gì đâu? Con gì ạ? Con gì ấy? Con chuột mùi mùi không? Mùi con chuột chết. Chuột à? Ừ. Cho nó ăn đâu. À chắc là hôm nọ là Mạnh vứt ở đấy sao đúng không? Ừ. Đây, buổi tối là hai ông cháu là ngủ tạm ở trên này đá nhờ không nhờ. Ừ. Mạnh thì nghỉ học chưa không? Nghỉ rồi. Nghỉ rồi à? Ừ. Thế là bây giờ được nghỉ hè đúng không? Nghỉ hè. Thế là mấy đứa là được đi vào trường chính để học rồi nhỉ? Vâng. Trường chính ở bên đó. Mượn kiếm được không? Vâng. Cháu mượn mình một tí. Thế hôm qua thì là đào đến tận đến đây rồi cô bác này. Hôm nay thì tiếp tục là đào vào sâu một chút. Buổi tối là ông bảo Mạnh là cẩn thận nhá. Đừng để lăn xuống cái này ấy. Vâng. Đấy, còn về ở trên cái mu đất này của bác này thì là sẽ bảo ông là hạ bớt xuống để cho thứ nhất là nó nhìn nó không cao quá và thứ hai thì có một con đường đi xuống đây đi qua đây. Gà vào đây nhiều quá. Kéo hẳn cho đủ 5 mét không? Đủ 5 mét rồi anh? Đấy, 5 mét đều. Đủ 5 mét à? Thế tại gì? Bạc túi 7 mét nè. Ừ. Bùa lên bạc... Tao lên mít 7 mét anh. Kéo sang bên đấy rồi. Kéo, em kéo cho kéo sang này. Kéo bên này đúng không? Đây, chỉ kéo à. Thẳng cái cột lên đây. Cột đằng sau đây. Đây. Thẳng. Là sẽ đến đây đúng không? Nhưng mà bây giờ là ông phải đào đằng sau kia nó rộng ra một tí không nhá? Đào đến tầm bên này. Đúng rồi. Ông lấy cái, một cái cây cắm ở đây cho cháu ơi. Anh kéo cái chiều ngang của nó xem nào anh. Chiều ngang của nó mình cho nhỉ. Cái cột bên này là... Bên này là làm cái phòng ngủ rồi đúng không? Vâng, bên này là phòng ngủ rồi. Bếp. Không, phòng ngủ bên này thôi. Bếp ra bên kia thì sẽ để mà thuật ông bên kia luôn. Tiến xong mét á? Mà mét thôi.
Tiếng nhưng mà bây giờ không vì nó đi chéo chéo vậy thôi, chắc cần phải đo bản này lên chút thứ bê. Thế bây giờ lên bay này cả đấy như cái đất mượn lại lái cho mình dê lên nè. Chiều này giống 5 mét rồi mình không bác. Nhắm mắt thằng nào đi. Ô cái vẫn thiệt mà cái này vẫn thiệt mà nữa này mà. Mà thiệt thiệt mà thiệt này mà. Thế nào? Thiệt đây yo. Cái theo chú này nó à cho mau nó xúc tàu nào la ơi. Thu à? Xúc đến tàu nào mà đi tắm chú này cần những cái nhà ăn dân chứ vô chứ bị tiếng nhang cô ấy bị chín nô mà thêm nữa. Chú này như cầu long, chú này như cái quần mà chưa sợ xấu đi nhang cô ấy. Cho mau cái này cho theo cho chúng ăn ở góc vuông mà thức mà trong tiền này nào. Mà thức tiền này nhá. Mai bây giờ phải xuống kia phải lên thì mới theo cái mặt của nó. Đầu này phải rất viện, cố gắng lắm cũng chỉ đến đây thôi. Thì cũng được. Bây giờ ta phải đào vào kia thêm nữa thì đằng sau nhà nó mới có. Cái góc cột kia. Chỗ này phải thì trên nó phải lên 1 mét. Đào vắt ở dưới còn mấy đủ. Thì nhà nó mới bắt vuông chỗ này, được. Chỗ này lên là chỗ này nó phải xuống rồi. Vâng. Nên mình mới bắt được vuông. Bây giờ nếu mà không bắt buộc chỗ này xuống thì cái mặt nó sang thế này nó lại vào đây rồi. Mái của nó con to ra sau. Vâng. Nó phải đào ra nữa. Thì nó mới đủ. Tức là phải đào được sâu kia ra thêm nữa. Sâu mới được cái đầu này thôi. Vâng. Con chó này ra bên này hoặc là vẫn độ tầm là 1 đến 2 ngày đào nữa đấy, 1 đến 2 ngày đào nữa. Bây giờ nếu mà cái mặt của nó như thế này là bắt buộc phải xin, nếu mà 8 mét thì bên này vẫn phải đi phục 4 mét, bên này vẫn đi 4 mét thì mới cân cái cửa chính. Vâng. Nếu mà kể cả mình sang bên này 1 mét thì nó không bao giờ ăn nữa. Thì thà rằng mình không xem cái này á, cửa nữa. Cái bây cửa. Giờ nó xem cái này là nó ở được, nó xem là cái người nó ở được là nó theo cái vâng. Cột này nó cho thay vì xem rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ là ông bảo là ngôi nhà thì cũng gọi là làm nó còn cả một đời người ấy, thì ông bảo là xem cái hướng cửa để làm thì sau này nó cái gì nó gặp nó tốt hơn đấy. Gọi là bây giờ nền nhà thì coi như là anh em mình sẽ không phải lo đi, đội thợ anh sẽ không phải lo đến vấn đề đào nền đấy, gọi là ông sẽ tự gọi là chịu trách nhiệm là đào bao giờ mà đủ một cái nền nhà, đưa ra một nền nhà cho các anh là được đấy. Thế còn hôm nay thì bản vẽ thì em cũng gửi cho anh phòng là một lần rồi đấy. Hôm nay thì cháu được mấy tiết lộ cái bản vẽ này ra này cô bác này đấy, cũng gồm có là hai cái phòng ngủ này và một cái gian bếp nữa, và ở bên trong này thì hầu như là một cái diện tích khá là rộng rãi cho hai ông cháu để mà ở rồi. Bây giờ lấy vật liệu thì lấy cái vật liệu nào vào trước để anh làm cho nó tiện hơn anh? Bây giờ trước tiên thì để đào nền xong thì anh lấy cắt trước. Vào. Cắt xong, xong thì mới cho vật liệu gạch với xi cắt vào. Vâng, thế thì gọi là lúc đầu anh em mình gọi là làm hợp đồng thì coi như là em cứ gửi anh trước là 5 triệu đi. Xong là đến lúc mà anh tiến hành vào làm ấy, thì tiến hành vào làm lấy vật liệu ấy, thì anh lấy độ thêm là bao nhiêu nữa thì anh lại bảo em. Đấy, đến xong là đến và lấy thêm một nửa trước. Từ lúc mà làm hợp đồng đến cái lúc mà bắt đầu làm ấy thì là một nửa. Còn là đến lúc mà anh hoàn thiện xong thì lại một nửa nữa. Đến lúc mà gần hoàn thiện thì là em sẽ gửi anh thêm là một chút nữa. Và đến lúc mà hoàn thiện xong thì em sẽ gửi anh hết. Bây giờ lấy vật liệu chủ yếu là xi măng gạch trước, sắt trước.
Còn cát thì ở đây thì bây giờ xa thì còn đây ngoài đấy ở suối rồi. Vâng, đấy, đấy như như em bảo anh Phòng này, còn ở dưới cái phần gọi là cái rằng này thì em sẽ chạy sát hết nhá anh nhá. Dưới cái rằng này thì là sẽ sát hết, còn cột thì em sẽ không có sát nữa. Đấy thì cột đấy. Cột không, cột thì em sẽ không đổ, không đổ sát nữa. Gọi là chỉ đổ mỗi cái rằng ở trước thôi, đổ mỗi cái móng thôi. Bây giờ nhà cấp 4 ông phải chảy cái móng xung canh ra hết. Thì nếu mà làm móng bê tông thì mình cho sắt 8 về, xong rồi lấy một ít sắt 6 về, cắt thành đai C, xong rồi để ở dưới chân móng. Thì sau này nếu mà cái đất nó mượn ấy, nó nớt một tí, nó chỉ có vết thôi nhưng mà nó không nở ra. Thì em bảo ấy thì là ở dưới phần móng nhà ấy thì là em sẽ chạy hết rằng. Chạy hết rằng từ gọi là những cái đường nào mà em vẽ cho anh này, những cái đường này thì là những cái đường này thì nó sẽ có rằng hết nhá. Tức là tường của nó lên đến đâu là dưới là đúng rồi. Sát xong rồi chạy đai xi. Đúng rồi. Còn cột thì em sẽ mái, không đến mái cái chỗ giới thu hồi cách tầm khoảng 2 hàng thì vẫn chạy hai tầm 4 hai thanh sắt để mà kéo tường đúng không? Kéo tường để khóa tường lại đúng không? Khóa lại hết. Vâng. Mình 3 m mình phải lên 2 m, 2 m 7 là mình phải có sắt. Vâng. Không, cái nhà cấp 4 này bây giờ trên mình không đổ mái thì cứ cách ở trên mái ở cái chỗ thu hồi ấy, cách xuống dưới tầm khoảng là 2 hàng 3 hàng đấy thì khóa ở đấy luôn. Không cần phải là ở dưới đâu. Bởi vì là đầu trên với là chân móng thôi. Vâng. Mà anh đi làm cũng thế thôi. Vâng. Thế bảo là cái phần sắt chạy này của em chạy sắt phi hay là chạy cái gì? Sắt này á? Ừ. Sắt phi hết rồi, sắt phi chứ. Cái này em chạy phi mấy? Chắc là tầm phi 14. Phi 14 thì nó được hơn. Phi 12, 14. Phi 12, 14 là được. 14 thì 14 này nó gọi là sắt to nhất rồi. Đấy thì em sẽ hôm nọ thì em có tính sơ qua là vật liệu ấy. Bây giờ chỉ có chạy hai thanh sắt ở dưới ở nhưng mà mày chạy cái này em vẫn phải lấy vật liệu cho sắt, em phải lấy sắt 6 nữa. Có chứ, sắt 6 em đang định lấy vào là tầm một tạ ấy, sắt 6 à. Ông chạy lấy sắt 6 lấy nhiều lắm gì? Làm cái có cái nắp nhà vệ sinh nữa, có cái này nữa. Nhà vệ sinh thì dùng sắt 8. Sắt 8 á? Ờ. Ủa sắt 8 nó sắt. Cái nhà vệ sinh cái bể phốt nó làm tầm khoảng thế thì gọi là đây cái phần gọi là cái bể phốt này thì em sẽ lấy gọi là cùng với lại cái một cái loại sắt hết luôn cho nó còn nhưng mà bắt buộc nếu mà chạy làm đai xe cái thì sắt 8 nó là không bể được. Sắt 8 không bể được à? Ừ, nó phải dùng sắt 6 mới bể. Sắt 6 thì sắt 6 thì em bảo sắt 6 thì lấy tầm khoảng là một yến hơn yến là được rồi. Không, hơn yến khoảng 2 yến đi. 2 yến đó. Ờ. Ừ, nhưng mà bây giờ còn phải đan, mình còn lại đan cái đai nữa mà, đai vuông nữa mà thì làm sao mà đủ được? Mới vẫn chạy đai vuông à? Tưởng chạy hai thanh cho không để đai xe. cái phần dưới này chứ, cái phần dưới này. Phần móng này thì mình phải chạy đai vuông nhá. Không, cái này nếu mà không chạy cũng được thì mình chạy đai xe là hai thanh sắt chạy rồi. Không, cái này thì em phải chạy cái đai vuông. Đấy, chạy đai vuông thì nó mới ấy hơn. Bây giờ như anh bảo là cái móng của anh thì anh để hai thanh sắt rồi đúng không? Ừ. Nhưng mà em để 4 thanh cơ mà. Ừ. Đấy, nếu thì mình chạy thanh vẫn phải làm đai vuông. Đấy, vẫn phải đan vuông thì em tính là lấy tầm một tạ sắt 6 cơ mà. Cái này cái dầm của mình chạy dầm 200 nó cũng không của nó dầm á. Một tạ đâu. Thì cái này mình lên từ 10 thôi mà. Cái đấy nó cũng ít. Dầm tại dầm 200 là tức là của nó là 20. Nó 20 đúng không? Ừ. Nhưng mà em đang bảo là cái nhà của hai ông cháu ấy thì là gọi là nó làm ba cái bậc thang để lên nhà nữa. Ba bậc thang thì nó sẽ cao hơn cái này độ tầm là đến đây chẳng hạn đấy. Làm nhà thì ai không ai làm hai bậc đúng không? Làm ba bậc đúng không? Tầm độ làm lẻ. Nếu mà làm ba bậc thì không phải làm cũng tăng cấp lên đúng không? Vâng. Không phải đào nữa ấy. Thế không phải đào nữa. Anh gọi là bây giờ mình chỉ đan chỉ lấy cốt pha về cốt pha. Đổ móng nó lên. Đổ móng lên thôi. Xay ở trên lên xong rồi sau này mình lớp đất ở trong nó xong rồi bên ngoài mình lại làm cái bậc thang lên thôi. Vâng. Thì gọi là mình gọi là các anh gọi là các anh móng xuống thì sau này cái bậc thang mình phải hạ chỗ này lại. Vâng. Hạ chỗ này xuống rồi. Đấy. Thì bây giờ các anh em nói với anh thì các anh cứ thiết kế cho em là ba bậc thang để mà nó lên nhà, gọi là làm hai bậc đến bậc thứ ba nó lên nhà đấy. Ba bậc đúng không? Ừ. Hai bậc cấp dưới. Bậc thang cấp à? Bậc thứ ba thì mới lên bậc. Vâng.
mình làm hai bậc, làm bậc thứ ba của nó vào sàn luôn này. Vâng. Thì cái về cái công thợ giá cả thì là cũng như là hôm nọ anh em mình nói chuyện với nhau đi. Đấy, thực sự ra để mà nói thì tìm được một đội thợ mà vừa vận chuyển mà vừa làm luôn thì rất là khó các bác ạ. Chỉ có anh thợ là anh Phong nhỉ. Anh Phong anh nhỉ. Ôi, cũng quên hỏi anh năm nay anh được bao tuổi rồi? Anh năm nay gần 30 đấy. 30 à? Ừ. Nhưng mà hai anh là ai là sẽ là thợ cả thợ chính hiện nay thợ cả anh. Hay là như nhau luôn? Cái này thì cũng bọn anh là làm chung nhau luôn. Làm chung nhau à? À. Thế như theo về cái hợp đồng ấy thì em bảo với anh ấy, lúc đầu mà anh em mình làm hợp đồng thì em cứ gửi anh trước là 5 triệu. Thì xong là đến lúc mà chuẩn bị làm nữa. Chuẩn bị vào làm thì em sẽ gửi anh thêm là 25 triệu, đúng không? 5 triệu này là gọi là còn tiền cát thôi nhá. Còn cứ làm để em bỏ trước ra để anh lấy cát đúng không? Còn nếu mà vật liệu cái sắt xi gạch vào là anh phải lấy. Không, cái đấy thì gọi là anh em mình làm hợp đồng, nó là gọi là làm hợp đồng trước là 5 triệu, trong khi đó mình làm hợp đồng nếu mà ai có phá hợp đồng thì là sẽ đền bù lại bên kia. Xong rồi đến lúc mà vật liệu vào ấy thì em sẽ gửi anh thêm là 25 triệu. 25 triệu thì sẽ tròn là một gọi là tròn là 30 triệu đúng không? Đấy, tròn là 30 triệu. Xong rồi đến lúc mà các anh làm nhà gọi là hoàn thiện đâu đó là tầm 90% rồi thì sẽ gửi các anh thêm là 15 triệu nữa. Lúc mà hoàn thiện thì sẽ tiếp tục là gửi nết. Đấy. Tức là mình làm đến đâu là vâng. Tiền đến đấy luôn. Vâng. Gọi là thật sự ra để mà nói thì các bác ạ, các anh cũng rất là sợ rằng là sẽ bị gọi là như kiểu làm là bị lừa đấy. Thì cái điều đấy thì các anh cũng rất là sợ, tại vì mấy anh em là chưa làm việc với nhau cả. Nhau lần nào cả. Trước em cũng có làm một cái ngôi nhà ở trên Hô Sám kia. Đấy, nhưng mà đội thợ ở trên kia thì làm ấy thì thật sự ra để mà đôi lúc thì không có những cái thì không có ưng. Đấy, thành ra là cũng tìm được anh Phòng anh em mình nói chuyện với nhau ấy thì là cũng tay nghề thì cũng thấy anh cũng thấy người ta là bảo anh nhận rất là nhiều công trình rồi. Thì cái này thì nếu mà làm thì bây giờ là cái nền này xong là cũng vào luôn đúng không? Vật liệu là cũng vào luôn. Vào luôn anh. Làm sớm trong thời gian này để nó vâng. Trời chưa mưa. Vâng. Chưa mưa to. Nếu là nhưng mà vâng. Trước xong rồi chở xuống trên vâng. Này thì mới là cho người ta đi vác thì cái này chủ yếu là gạch phải về đủ xong rồi chuyển một lọt vâng, xuống gạch. Hết xong rồi xi măng sát xuống hết vào vâng. Là sẽ có thể là làm xi là sẽ vào sâu cùng nữa xi xi thì sẽ cùng sát xi cùng sát là vào sau còn gạch phải vào trước vâng. Câu nhất là gạch phải vào trước và xi vào nhưng mà sẽ cả ốp lát hết đây nhá ốp lát vâng. Gọi là hoàn thiện luôn cái nhà, hoàn thiện hết luôn cái nhà chứ. Gọi là mỗi cái cửa sổ thì không hoàn thiện thôi. Trước em có nói với anh Phòng rồi đúng không? Ốp lát thì mỗi... Cái này là em thì ốp lát mỗi nền thôi đúng không? Ốp lát nền, nhà vệ sinh. Ốp cả tường á? Ốp tường nó lên thì độ... Ốp tường nó lên mét mấy rồi mà. À, ốp cả tường à? Có cả tường, ốp tường nhà vệ sinh thôi mà. Ốp tường nhà vệ sinh với lại ốp tường nhà bếp. Cái chỗ mà mình làm bếp ga ấy. Hôm đó em nói mà là đúng rồi anh em bảo rồi cứ tưởng là lát mối là nền. Lát mối nền với lại nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì nó chỉ là tầm độ là 4m2 thôi. Này vẫn làm gạch đỏ hết à? Nhà này làm gạch đỏ hết. Cái này là cái chỗ bàn thái này là anh ốp bàn thái với lại ốp tường ốp cái tường của này cái tường này lên là của em là ốp lên bao nhiêu phần cái tường này á ừ, tường này thì là ốp lên bao nhiêu cái bàn thái này thì anh cho em mượn thước thôi bàn thái nó chỉ lên 50 phân thôi. Cái bàn thái trên thì bên trên bên vai nó chỉ lên tầm khoảng 50 phân hoặc là 40 phân. Cái đấy nó chỉ ốp để nó chống đúng bắn rồi. Vào tường đúng thôi rồi. Mà. Nó cũng không cần cao máy đâu mà. Gọi là ốp hai cái viên gạch. Đấy, đúng không? Gạch hai viên gạch. Hai viên gạch trắng vậy hả? Ừ. Thôi em lấy gạch nào nó có loại 50, có loại 50, có loại 30. Không có gạch đâu nhỉ? Xem đây có không? Có phải gạch này đâu? Cái này to quá. Gạch trên tường như chỉ là 30 thôi mà. Mong chắc tầm độ tầm 30 đấy, hai cái thì gọi là 60 phân. Nó phải 30 không? Dạ. Anh không ngầm là 30 mà. Tầm 30 thôi. Đây là về cái khung cảnh 3D của cái ngôi nhà.
Đây cái tủ lạnh. Vâng. Cái tủ lạnh xong là cái chỗ bàn là bếp ấy, anh chừa ra cho em là đúng một cái tủ lạnh đấy vào đấy nhá. Đây. Đây xì như này luôn. Tủ lạnh thì tủ sao biết tủ to tủ bé thì tủ, anh... nhà mình hay dùng thôi. Tí em gửi cái mấy cái số liệu tủ lạnh cho anh. Cái này thì mình làm sau mà thì mình 80 thì mình cứ để ra chừa 90 đấy. Vâng. Còn tủ lạnh vào còn để hở chứ đúng không? Vâng. Sao để khít thì khít được. Đúng rồi anh. Để khít thì mình lấy nó đôi lúc nó đút vào nó khó hay là lấy cái gì rơi vào nó khó. Thì gọi là trong nhà thì nó sẽ y xì như này luôn. Thống nhất là cái này là xay ba cái hồi thôi nhá. Vâng. Cái này nhá. Đúng. Còn cái này là anh chỉ thay bằng cái này, này. Cái này là xay y xì như này rồi đấy. Như này. Đấy vừa rồi em cũng nói cái máu này thì nó cũng gọi là trong cái này sai nhưng mà như này này. Đấy theo cái sơ đồ hình cái 3D của nó ấy. Như này. Xong à cái này là mình cái này là sẽ không xay tường đúng không bác ạ? Không à không xay cột nữa. À, đổ xay nó bằng độ tầm là hơn 2 mét, anh vừa bảo 2m7 à. 2m7 thì sẽ chạy là sắt để mà kéo khóa cái tường nó lại nữa. Đấy, hiện tại là cái phần kinh phí nó không có đủ ấy cho nên là chiều cao nó 3 mét thu hồi ấy. 3 mét thu hồi. Vâng. Ê, thưa các bác, hôm nay thì cháu Lực về thì cũng khá là muộn rồi các bác ạ. Vừa rồi thì ở dưới nền nhà của bác thì cháu Lực cũng đã cùng anh em đội thợ là đi vào để mà xem cái bản vé nữa. Và cháu Lực cũng đã tiết lộ cái bản vé của ngôi nhà của hai ông cháu như thế nào rồi các bác. Rất là nhiều cái video trước rồi, cháu Lực cũng đã nói rằng là cái chiều ngang của ngôi nhà thì sẽ là 10m. Còn cái chiều rộng của nó thì sẽ là 5m thôi. Một cái ngôi nhà mà 50m2 thì đủ hai ông cháu sinh hoạt thì cũng khá là ok rồi các bác. Thì rất là mong trong thời gian tới thì khi mà cháu được đi vào làm nhà của hai ông cháu đấy thì sẽ được sự đón nhận của các bác là trợ duyên giúp đỡ tôi hai ông cháu để cho hai ông cháu là thành, để hai cháu thực hiện được cái ngôi nhà mơ ước và hoàn thiện được cái ngôi nhà mà che nắng che mưa một chút các bác nhé. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Bây giờ thì trời là cũng chuẩn bị là mưa rồi, cháu được cũng phải là đi về nhà thôi các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bán Em. Xin chào các bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.